rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, thì luôn là một loại thực phẩm quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn của chúng ta. Tuy nhiên nếu bạn tiêu thụ quá nhiều thịt thì có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy cảnh giác khi thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau đây. Thông tin được chúng tôi tổng hợp từ trang dân trí và trang tin tức 24 giờ. Liên tục cảm thấy khát khô cổ, theo bác sĩ lê thị hải viện dinh dưỡng quốc gia trong mỗi bữa ăn hàng ngày protein chính là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu giúp cơ thể có đủ năng lượng xử lý các công việc trong ngày tuy nhiên khi dư thừa protein cũng gây những tác động xấu tới sức khỏe protein khi dư thừa sẽ được lọc ra khỏi cơ thể qua thận và niter thận sử dụng nước để đẩy niter ra ngoài nên sẽ gây ra hiện tượng mất nước từ đó khiến bạn luôn cảm thấy khát nước đây cũng là một trong những dấu hiệu điển hình cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều thịt so với nhu cầu thực tế của cơ thể Tương tự đó, nếu ăn nhiều thịt cũng sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều hơn mức bình thường, thậm chí còn khiến thận bị tổn thương nếu ăn quá nhiều thịt trong một thời gian dài. Tăng cân mất kiểm soát, một chế độ ăn kiêng có chứa quá nhiều protein và không có sự xuất hiện của các chất dinh dưỡng quan trọng khác cũng dễ gây phản tác dụng lại với cơ thể, từ đó khiến bạn tăng cân nhanh chóng do protein là thành phần chính giúp hình thành cơ bắp nên khi ăn kiêng hay tập luyện, bạn luôn cố gắng nạp thật nhiều protein để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn tăng lượng protein trong cơ thể mà không giảm bớt các loại thực phẩm khác trong một chế độ ăn của mình thì bạn sẽ có khả năng bị dư thừa protein và calo. Gặp vấn đề về tiêu hóa, nếu bạn ăn quá nhiều thịt thì cơ thể cũng có thể xuất hiện tình trạng buồn nôn, táo bón, đầy hơi khó tiêu. Đây đều là những vấn đề về tiêu hóa phổ biến do chế độ ăn quá nhiều thịt và ít chất xơ gây nên. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn hay thịt cừu chứa nhiều chất béo và sắt cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Và nếu không tiêu hóa hết, chúng có thể gây khó tiêu vào ngày hôm sau. Bên cạnh đó, thịt đỏ chứa ít chất xơ, dưỡng chất cần thiết thúc đẩy sự vận động của ruột. Các protein trong thịt, đặc biệt là thịt đỏ, làm cơ thể khó phá vỡ, dẫn đến đầy hơi. Chúng cũng chứa nhiều chất béo khiến dạ dày trống rỗng, trướng lên hoặc khó chịu. Tiêu hóa thịt không đúng cách có thể gây tích tụ chất độc trong cơ thể. Để hạn chế các bệnh đường ruột, bạn cần bổ sung những thực phẩm chứa nhiều probiotic như táo, chuối, ngũ cốc, lúa mạch, hành tây và tỏi. Mệt mỏi không tỉnh táo. Nếu sau khi ăn thịt, bạn bắt đầu cảm thấy rất chậm chạp hoặc mệt mỏi, đừng nghĩ rằng đó là điều bình thường. Nó có nghĩa rằng cơ thể bạn không thể tiêu hóa thịt hay đơn giản là chúng không tiêu hóa hết trong ruột của bạn. Khi đó, năng lượng của cơ thể sẽ tập trung tại hệ tiêu hóa, vì thế bạn sẽ cảm thấy nặng bụng. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy như bạn đang mang một cái gì đó như một viên gạch trong ruột của bạn trong nhiều ngày sau khi ăn thịt, đó là lúc bạn nên chuyển sang ăn các thực phẩm có màu xanh và tươi như trái cây, rau củ tươi. Hơi thở có mùi, xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một chế độ ăn có quá nhiều thịt không chỉ khiến mồ hôi của bạn có mùi thịt mà còn khiến hơi thở phả ra cũng trở nên khó chịu hơn khi thịt không được tiêu hóa hết mùi hôi bay ra khỏi hệ thống tiêu hóa xâm nhập vào da và hơi thở bạn có thể dùng thử các loại enzym tiêu hóa để thịt không tích tụ trong ruột ngăn ngừa mùi hôi khó chịu ở nữ giới chu kỳ kinh nguyệt sẽ bị xáo trộn nếu tiêu thụ quá nhiều protein quá trình tiêu thụ protein sẽ đốt cháy nhiều mỡ khiến việc trao đổi chất diễn ra bất bình thường Điều này tác động mạnh mẽ hóc môn sinh dục và gây nên tình trạng xáo trộn chu kỳ. Tiêu thụ bao nhiêu thịt mỗi ngày là đủ? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Nghiên cứu Công nghệ Thực phẩm. Một người bình thường không nên ăn quá 300 tới 500 g thịt đỏ như thịt bò, lợn, b mỗi tuần. Tốt nhất chỉ ăn hai lần trên tuần, khẩu phần từ 100 tới 150 g trên lần. Tùy cân nặng và mức độ béo để tăng giảm phù hợp. Thịt gà chỉ ăn 3 lần trên tuần, lượng không quá 150 g trên ngày. Thịt lợn chỉ nên ăn 3 lần trên tuần. Các loại thịt trắng như cá, vịt, ngan bình thường chỉ ăn 3 lần trên tuần, lượng không quá 150 g trên ngày. Thịt nạc cũng không ăn quá nhiều hàng ngày vì sẽ dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, sơ cứng động mạch. Các nhà khoa học Anh đã chứng minh, ăn nhiều thịt nạc còn nguy hơn thịt mỡ bởi thịt nạc khi chế biến sẽ sinh ra chất sitin gây tổn thương gen, ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng. Thịt mỡ có nhiều chất béo, ăn nhiều không có lợi cho sức khỏe. Về tim mạch, như mỡ trong máu cao, sơ cứng động mạch. Quý vị và các bạn thân mến, những thói quen gây tổn hại thị lực sẽ là chủ đề chính chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.